Thế nha các bạn, năm hết Tết đến, chúc các bạn luôn rực rỡ nha. Vietnames đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ James Fernandez. Trang Nikkei Asia cho biết Washington chuẩn bị bơm vốn để hỗ trợ ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam hôm 30 tháng 1, ông Joe Fernandez, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường, cho biết Hoa Kỳ đang nhắm mục tiêu vào 7 quốc gia để hỗ trợ ngành công nghiệp bán dẫn dựa trên đạo luật khoa học và chip. Theo kế hoạch, Hoa Kỳ sẽ chi 500 triệu USD để hỗ trợ đào tạo về sản xuất bán dẫn, an ninh mạng và môi trường kinh doanh toàn cầu. Trả lời phỏng vấn Nikkei Asia, Thứ trưởng Joe Fernandez nói rằng Việt Nam nên hành động trước khi quá muộn để thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp quan trọng như năng lượng sạch và khoáng sản, nguyên liệu sử dụng cho xe điện và pin. Hoa Kỳ sẽ phân bổ khoản hỗ trợ theo đạo luật khoa học và chip dựa trên các khuyến nghị của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD dự kiến vào tháng 2. Các công ty Việt Nam sẽ được hỏi họ cần những gì để phát triển ngành bán dẫn, chẳng hạn như đào tạo, ông Fernandez cho biết. Chúng tôi đã xem qua danh sách các quốc gia mà chúng tôi cảm thấy có tiềm năng từ sự hỗ trợ của chúng tôi và Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên mà chúng tôi nghĩ đến, Thứ trưởng Joe Fernandez nói. Việt Nam là nước xuất khẩu hàng điện tử, quần áo và thực phẩm và là địa điểm quan trọng trong nỗ lực của chuyển dịch chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ. Dữ liệu của cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho thấy Việt Nam đứng thứ hai trên toàn cầu về trữ lượng kim loại đất hiếm, chỉ sau Trung Quốc, mặc dù chưa rõ có thể khai thác được bao nhiêu. Hoa Kỳ đặt mục tiêu xây dựng lại sự hiện diện của mình tại thị trường đất hiếm, điều mà Washington coi là điểm yếu chiến lược. Hoa Kỳ đang khôi phục lại các mỏ của mình, đồng thời ký thỏa thuận phối hợp hỗ trợ tài chính và ngoại giao về khoáng sản với 13 quốc gia và đề nghị giúp Việt Nam khảo sát trữ lượng của mình. Khi được hỏi về việc đầu tư của Mỹ vào Việt Nam, ông Fernandez nói đây là một cơ hội Việt Nam có tiềm năng trở thành một trung tâm sản xuất lớn hơn nữa. Ông nói thêm rằng lực lượng lao động trẻ của đất nước là một tài sản và ông đã nói với các sinh viên Việt Nam trong chuyến thăm của mình rằng hãy tận dụng lợi thế này vì nó có thể không tồn tại ở đây mãi mãi. Sau khi dừng ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Joseph Fernandez đến Philippines và sau đó là Hàn Quốc. Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác với Samsung đào tạo lĩnh vực bán dẫn và vi mạch. Samsung đã có thể trở thành doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu thế giới với sự đóng góp của nguồn nhân lực tài năng của các trường đại học. Tôi rất mong chờ các sinh viên ưu tú của Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển trở thành nhà lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực bán dẫn thông qua chương trình đào tạo này, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam Choi Soo-ho cho biết. Hôm nay, 31 tháng 1, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Samsung Điện tử Hàn Quốc đã ký kết văn bản hợp tác triển khai chương trình VNU Samsung Tech Track VSTT với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ thạc sĩ trên lĩnh vực bán dẫn và vi mạch. Theo đó, sinh viên tham gia chương trình VNU Samsung Technology Track sẽ được đào tạo chuyên sâu về các chuyên ngành công nghiệp bán dẫn như thiết kế mạch tích hợp, vật liệu bán dẫn, sản xuất và phân tích chất bán dẫn. Đối tượng tuyển sinh là các sinh viên từ năm thứ 3 hoặc năm thứ 4 theo hệ cử nhân có đủ điều kiện tham gia ứng tuyển hoặc đã tốt nghiệp các ngành liên quan. Những sinh viên tham gia chương trình học bổng này không chỉ nâng cao được kiến thức, kỹ năng mà còn cả năng lực ngoại ngữ, xây dựng được nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sau này. Trong quá trình đào tạo, sinh viên được tham gia các lớp tiếng Hàn với chuẩn đầu ra đáp ứng tối thiểu TOEIC, Test of Proficiency in Korean cấp độ 3. Những sinh viên sau khi tốt nghiệp theo chương trình học bổng VSTT cho Samsung tài trợ sẽ có cơ hội được làm việc trực tiếp tại công ty Samsung ở Hàn Quốc trong lĩnh vực chip bán dẫn. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Choi Soo-ho, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam cho biết Samsung đã có thể trở thành doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu thế giới với sự đóng góp của nguồn nhân lực tài năng của các trường đại học. Chính những nhân tài xuất sắc ấy đã cống hiến cho Samsung năng lực công nghệ, đồng thời Samsung trao cho các bạn những cơ hội phát triển. Trên nền tảng đó, chúng tôi đang vững vàng với vị thế lãnh đạo toàn cầu của ngành công nghiệp bán dẫn. Tôi rất mong chờ các sinh viên ưu tú của Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển trở thành nhà lãnh đạo tương lai trên lĩnh vực bán dẫn thông qua chương trình đào tạo này. Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Bảo Sơn, Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ, để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của ngành công nghiệp bán dẫn, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ phải đào tạo được 50.000 kỹ sư chất lượng cao về vi mạch bán dẫn, xác định vi mạch điện tử là một trong các sản phẩm quốc gia.
chương trình VNU Samsung Technology Track VSTT với mục tiêu chính là đào tạo nguồn nhân lực thạc sĩ định hướng chuyên ngành công nghệ bán dẫn sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực trong tương lai, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn tại Việt Nam. Ngành công nghiệp bán dẫn được coi là một trong những ngành công nghiệp quan trọng với doanh thu hàng trăm tỷ đô và đã trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, công nghiệp bán dẫn và vi mạch những năm gần đây đã phát triển thành ngành công nghiệp quan trọng của quốc gia. Hiện, Việt Nam đứng thứ 9 trên toàn cầu ở lĩnh vực xuất khẩu hàng điện tử. Trong năm 2023, máy tính, điện thoại và linh kiện điện tử là những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, đạt 110,53 tỷ đô, chiếm hơn 31% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Có thể thấy rằng, tiềm năng phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn ở Việt Nam là vô cùng lớn, đi kèm với nhu cầu cao về nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp này. Samsung Electronics là một trong những nhà sản xuất chip bán dẫn lớn nhất thế giới. Tập đoàn Samsung đang cố gắng mở rộng sự hiện diện của mình trong lĩnh vực bán dẫn tiên tiến. Samsung Electronics dự kiến đầu tư 300.000 tỷ won, khoảng 230 tỷ USD trong 20 năm tới để xây dựng cơ sở sản xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới tại Hàn Quốc. Tại Việt Nam, Samsung đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất với tổng vốn đầu tư đã vượt 22 tỷ USD. Việt Nam có chương trình đào tạo thiết kế vi mạch bán dẫn chuẩn quốc tế. Với việc bắt tay với Học viện Jack King ở Ấn Độ, lần đầu tiên Việt Nam đã có chương trình đào tạo thiết kế vi mạch bán dẫn chuẩn quốc tế, tạo ra bước ngoặt lớn trong việc đào tạo nguồn nhân lực ngành này trong tương lai. Việt Nam có chương trình đào tạo thiết kế vi mạch bán dẫn chuẩn quốc tế. Hôm 29 tháng 1, FPT đã công bố việc ký kết chuyển giao chương trình thiết kế vi mạch bán dẫn do Học viện Jack King Ấn Độ và Tổ chức Giáo dục FPT, qua đó đưa chương trình đào tạo chất lượng quốc tế về Việt Nam. Hai bên mở rộng cơ hội cho thế hệ trẻ và người đam mê công nghệ thông qua hệ thống đào tạo FPT Jacking. Ngành công nghiệp bán dẫn được xem là trụ cột của nền công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, ngành này lại đang gặp phải sự thiếu hụt nguồn nhân lực nghiêm trọng. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, mỗi năm, ngành công nghiệp bán dẫn cần 10.000 kỹ sư, nhưng Việt Nam mới chỉ đáp ứng được dưới 20%. Trong khi đó, Việt Nam được đánh giá là thị trường tiềm năng của ngành sản xuất chip và linh kiện bán dẫn. Còn theo công ty nghiên cứu TechNavio, thị trường chất bán dẫn tại Việt Nam dự kiến tăng 1,65 tỷ đô trong giai đoạn 2021-2025, tương ứng tốc độ tăng trưởng khoảng 6,5% trên năm. Trong bối cảnh đó, Học viện Ấn Độ Jack King, với lịch sử hơn 77 năm trong công tác đào tạo phần cứng và an ninh mạng, đã phát triển chương trình đào tạo thiết kế vi mạch bán dẫn. Điều này hứa hẹn sẽ giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự trước tình hình tăng trưởng tích cực của ngành công nghiệp vi mạch. Việc Jack King hợp tác với Tổ chức Giáo dục FPT sẽ mở ra nhiều triển vọng cho ngành công nghiệp bán dẫn của hai quốc gia. FPT đã nghiên cứu bán dẫn từ hơn 10 năm trước. Tháng 9 năm 2023, trường đại học FPT đã kết hợp cùng FPT Semiconductor thành lập khoa vi mạch bán dẫn nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp tỷ USD này bắt đầu từ năm 2024. Cũng trong năm 2023, FPT nhận được đơn đặt hàng 70 triệu chip trong giai đoạn 2024-2025 cho các khách hàng Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc và Nhật Bản trong lĩnh vực thiết kế y tế và nhiều ứng dụng điện tử. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Video tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye!